đầu chương trình thì Trung Nguyên chúc cho tất cả các quý vị lúc nào sức khỏe cũng luôn dồi dào. Và mong là cái nền kinh tế của các quý vị lúc nào nó cũng vô ào ào. Hai cái này là nó cần thiết nhất, đặc biệt là trong giai đoạn này. Những lời đầu tiên đã nói xong, để Trung Nguyên cập nhật chia sẻ với các quý vị những sự kiện nổi bật. Thì bữa nay nó thực tế cái sự kiện nổi bật nhất mà người ta chú ý nhiều nhất, đặc biệt là lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Sau đó nó có rất là nhiều lời phát biểu của nhiều nguyên thủ quốc gia khác, đặc biệt là cái buổi họp ở tại Paris. Các quý vị cũng biết là ngày hôm qua, Tổng thống Pháp đã mời rất là nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới để dự cái buổi họp. Thì người ta rất là thắc mắc tại sao phải cần họp. Khi lúc đó, cách đây vài ngày thì đã có một cái buổi họp rất là lớn ở tại Ukraine rồi. Cách đây ngày 24 tây tháng 2, đánh dấu 2 năm xâm lược Nga và Ukraine, thì G7 đã họp, Liên minh châu Âu đã họp, NATO đã họp, và hàng trăm quốc gia đã có sự gặp mặt lẫn nhau. Vậy tại sao chỉ có vài ngày thì đất nước Pháp đã tổ chức một cái buổi họp gần 30 quốc gia tham gia? Đó là cái câu hỏi và nhiều người hỏi. Nó có nhiều nguyên nhân và lý do chính mà Tổng thống Pháp cần thiết phải có một cái buổi họp chung, đặc biệt là đồng minh châu Âu. Thứ nhất là trong cái bối cảnh mà chúng ta đều biết đó, là tình hình chiến trường, Nga đang chiếm ưu thế. Và cái điều đó chúng ta không có chối cãi được. Nhiều mặt trận, đặc biệt là sườn miền Đông, Nga đang chiếm ưu thế. Và vấn đề của Ukraine là vấn đề đang thiếu đạn dược. Mà cái lỗi thiếu đạn dược là do Liên minh châu Âu. Có thể nói là cái vấn đề mà Ukraine thiếu đạn dược là do Liên minh châu Âu. Vì chắc các vị cũng biết đó, là Liên minh châu Âu đã có sự cam kết với Ukraine rằng là một năm họ sẽ viện trợ cho Ukraine 1 triệu viên đạn. Nhưng họ cung cấp chưa đến 50%. Tất nhiên là họ sẽ gửi nhưng mà nó trễ. Có nghĩa là họ trễ cả năm. Một năm họ, năm 2023, họ sẽ hứa cho Ukraine là 1 triệu viên. Nhưng họ gửi chưa đến 500.000 viên. Nên là cái điều đó, nó đã thấy rõ được là cái sự sai lầm tính toán của những tổ chức châu Âu. Và những cái lời hứa hẹn với Ukraine họ không thực thi được. Đó cũng trong những cái nguyên nhân và nó dẫn đến cái sự việc mà lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Nên cái buổi họp này á, đặc biệt đó là để cho tìm những cái biện pháp sai phạm của mình. Và nó đã dẫn đến cái sự việc chậm trễ phản công của Ukraine. Thì cái buổi họp này đúng hơn là cái buổi họp để gắn bó lại Liên minh châu Âu, để đem lại những biện pháp mà mình đã tính toán sai trái. Ngoài ra thì họ còn phải tính xa hơn một chút xíu tình hình bối cảnh của Mỹ. Khi lúc đó chúng ta đều biết á, là cái gói trợ cấp của Mỹ nó đang bị ngăn chặn ở tại Quốc hội. Rồi vấn đề của cựu Tổng thống Donald Trump có thể quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Và cái đường lối của cựu Tổng thống Donald Trump nó lại khác biệt hoàn toàn với Tổng thống Joe. Nên cái điều đó hiện bây giờ Liên minh châu Âu họ cũng có phần lo lắng. Nên cái buổi họp vừa qua là để củng cố lại, là để tìm ra những cái biện pháp ứng phó một ngày nào đó Mỹ thí dụ không vào cuộc chơi nữa thì châu Âu sẽ như thế nào và viện trợ Ukraine ra sao. Nên là những cái kịch bản xấu tốt họ đều nêu lên trong cái buổi họp này. Nên cái buổi họp này nó tầm vô cùng quan trọng cho cái sự tương lai của Ukraine và tương lai của Liên minh châu Âu. Tất nhiên người dẫn đầu là Tổng thống Pháp. Thì đối với nguyên cái buổi họp như vậy đó thì có cần thiết, vì nó có nhiều cái khuyết điểm trong 2 năm vừa qua mà Liên minh châu Âu phải tích lũy những bài học để cho mình sửa sai những cái quyết định của mình, những cái suy luận của mình, đặc biệt là suy luận là Nga mệt mỏi, Nga cạn kiệt, Nga hết tiền. Những cái suy luận đó đã hoàn toàn không đúng với cái sự thật. Nên cái điều đó Liên minh châu Âu phải đánh giá lại tình hình cụ thể cuộc chiến và phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn để yểm trợ Ukraine. Trong đó nó có 3 biện pháp chính mà trong cái buổi họp mà người ta nêu lên. Biện pháp thứ nhất đó là liên minh gửi quà tiễn tầm xa. Các quý vị cũng biết là tại châu Âu hiện bây giờ chỉ có 2 quốc gia chính
gửi qua tiễn tầm xa thôi, Đức và Pháp. Còn những quốc gia khác, chưa có quốc gia nào gửi quả tiễn tầm xa hết. Tổng thống Pháp đề nghị cái liên minh gửi quả tiễn tầm xa, có nghĩa là nước nào cũng phải đóng góp một chút. Trong cái liên minh châu Âu, nếu các quý vị có, phải đóng góp một chút cho Ukraine. Quả tiễn tầm xa, đó là một. Liên minh thứ hai là bởi vì chúng ta sản xuất không kịp đạn dược cho Ukraine. Chúng ta không có thời, chúng ta chưa có đủ khả năng để mà tăng tốc, hay là chúng ta chưa có đủ khả năng mở những hãng xưởng chế tạo đạn dược, thì chúng ta nên mua vũ khí ở nước ngoài, ngoài Liên minh châu Âu mà gửi cho Ukraine. Cái liên minh thứ hai là đề nghị gom tiền bạc mua đạn dược ở những cái quốc gia ngoài Liên minh châu Âu gửi cho Ukraine. Đó là cái liên minh thứ hai mà trong cái buổi họp họ nêu lên. Vì hiện bây giờ sản xuất không kịp. Không kịp thì mua, thí dụ Nguyên nói nha, mua của Nam Hàn còn dư, mua của Nhật Bản hay là mua của những quốc gia khác, họ có đạn dược trong kho mà họ, đất nước không chiến tranh, họ sẵn sàng bán với cái số tiền mà mình thỏa thuận và gửi, mua từ đó gửi cho Ukraine. Và từ đó tới giờ thì Liên minh châu Âu không làm gì, họ chỉ mua trong nội bộ của họ để phát triển cái nền kinh tế. Họ mua trong cái nhóm của họ để phát triển cái nền kinh tế tập thể. Nên cái điều đó nó đã bắt đầu có những cái xu hướng là bắt đầu muốn ra khỏi phạm vi của Liên minh châu Âu mà tìm nhiều đạn dược để cung cấp cho Ukraine. Mà cái vấn đề này nó phải cần một cái sự liên minh mới. Đó là bản tin liên minh thứ hai. Trong cái buổi họp này á, nó có một cái liên minh khá là quan trọng. Đó là liên minh bảo vệ Ukraine. Hiện bây giờ các quý vị cũng biết á, là Ukraine đã ký rất là nhiều cái liên minh quân sự, hay là mình kêu là hợp đồng quân sự với nhiều quốc gia. Trong đó có Pháp, có Đức, có Italy, có Canada, có Đan Mạch. Các vị thấy là có rất là nhiều quốc gia đã bắt đầu, 5-6 quốc gia đã ký cái liên minh quân sự hay hợp đồng quân sự với Ukraine, trong đó cả luôn Anh Quốc. Thì bắt đầu người ta có một cái xu hướng là muốn mở rộng cái liên minh này lên để yểm trợ cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Thì đây cũng là một cái bước đi mà chúng ta thấy rõ đó, là cái bước đi nó rất là mới mẻ và có thể yểm trợ cho Ukraine. Vì người ta phải làm sao cái kịch bản là nếu Mỹ một ngày nào đó không bước vào cái cuộc yểm trợ ở tại châu Âu nữa, thì châu Âu vẫn có đủ khả năng sát cánh cùng Ukraine. Nên là họ, đây là những cái biện pháp mà trong cái buổi họp nó diễn biến ra. Nhưng mà có cái bài phát biểu của Tổng thống Pháp, nó mới làm cho Putin lo sợ, e ngại và phẫn nộ. Chờ Nguyên 3 giây, Nguyên mở cái này cái, cho nó thoáng. Vậy là Tổng thống Pháp nói cái gì mà làm cho phía bên Nga phải lo sợ, e ngại mà phẫn nộ? Các vị cũng biết là Tổng thống Pháp của Nguyên á, là cụ tát. Nhưng mà không biết là bữa nay, trong cái buổi họp ngày hôm qua đó, là ông ta là cái quốc gia đất nước đại diện, hay là ông ta được đất nước Pháp cho ăn gan ngỗng, gan vịt hay gan gì đó, Nguyên không biết. Nhưng mà cái gan của ông ta bữa đó nó mạnh. Chứ thường ngày thì Nguyên thấy ông ta nhát lắm, nhưng bữa đó thì Nguyên không biết là ông ta được ăn cái gì, mình không có biết. Trước khi buổi họp thì thường là đất nước Pháp người ta đãi, mà những cái món mà các vị biết là cái món bổ đó mà, giống như là Vera rồi đó, đó trứng cá rồi đó, thì không biết là những cái đồ bổ đó làm cho ông ta có cảm giác là sức mạnh mạnh mẽ hơn không. Nhưng mà lời phát biểu của ông ta đã làm chấn động cả toàn cầu. Hình nay cái lời phát biểu của Pháp thì Tổng thống Pháp hình như là báo nào nó cũng đăng hết. Hình như là Nguyên thấy không có tờ báo nào mà không đưa lên trang đầu. Nó chấn động tới mức độ đó, chấn động cái địa cầu đó các vị. Nên là đã làm cho, tất nhiên là chấn động cái địa cầu thì bên Điện Kremlin nó cũng phải rung rinh chứ, đúng không? Điện Kremlin nó cũng rung rinh. Cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp đã làm cho cái buổi họp đó nó thay đổi sắc màu. Nguyên phải nói đúng hơn là cái buổi họp đó, sau khi cái lời phát biểu đó đã làm cho cả cái khán phòng sắc màu, gần 30 quốc gia tham dự, trong đó có Thủ tướng Đức, Thủ tướng Đan Mạch, rồi biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia tức là hiện diện, và biết bao nhiêu đại diện, tự ơn rung hết. Rung hết các cái vậy, rung hết.
Chắc là các vị rất là tò mò, nếu mấy bác nào không nghe cái bản tin này thì rất là tò mò. Má, ổng nói cái gì mà họ rung hết? Đúng. Lời phát biểu lần đầu tiên của Tổng thống Pháp phát biểu làm cho cả khán phòng phải rung động. Rồi sau đó báo chí nó cũng rung động theo và chứng kêu là nguyên kêu là cái sự động đất lớn do lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Tổng thống Pháp nói như thế này: với cái bối cảnh và tình hình như thế này của đất nước Nga và Ukraine hiện nay, và chúng ta đã đánh giá 2 năm vừa qua, thì tôi nói cái vấn đề mà gửi binh sĩ châu Âu của chúng ta đến Ukraine nó không phải là vấn đề diễn dông nữa, mà là cái vấn đề có thể xem xét. Wow! Ngay lập tức, trời ơi, cái khán phòng đó, cái khán phòng mà hợp đó các quý vị, tất cả cặp mắt đều nhìn vào Tổng thống Pháp hết. Ai hỏi nó, what? Mày phát biểu cái gì với má không? Sao? Mày muốn gửi binh sĩ hả? Ngay lập tức, Tổng thống Pháp, ổng đâu có nói gửi binh sĩ. Ổng nói là cái vấn đề gửi binh sĩ với cái tình trạng thế giới ngày hôm nay, 2 năm vừa qua với cái bối cảnh tình hình cụ thể, thì cái vấn đề mà gửi binh sĩ châu Âu của chúng ta đến Ukraine để bảo vệ Ukraine, cái chuyện đó đó là có thể. Chỉ ổng chỉ nói như vậy thôi, thì ngay lập tức, tất cả các người phải nhìn cái hình dung của những cặp mắt. Những cặp mắt giống như là phía đại diện của Hungary, Tổng thống Slovakia, trời ơi. Tất cả cái cặp mắt đó nó ngắm nhìn về Tổng thống Macron liền. Vì đây là cái vấn đề rất là nhạy cảm, một cái vấn đề mà không ai bao giờ muốn. Đây là cái vấn đề mà ai cũng muốn tránh hết, là cái sự xung đột trực tiếp giữa châu Âu và NATO. Đây là một cái vấn đề mà ai cũng muốn tránh, không muốn có một cái sự xung đột trực tiếp, người ta yểm trợ Ukraine gián tiếp, chứ người ta không gửi binh sĩ trực tiếp, là một cái điều mà ai cũng sợ hãi. Các quý vị cũng biết là trong thời gian vừa qua thì ai cũng sợ hãi cái điều đó hết, và người ta không bao giờ muốn. Nhưng mà ngày hôm nay thì trên một cái buổi họp gần 30 quốc gia tham gia và có nhiều tổ chức tư nhân có được sự mời, thì Tổng thống Pháp đã nêu lên một cái điều đáng sợ mà họ che giấu trong lòng. Ngay lập tức, ông Slovakia, ông nói, thôi, đừng bao giờ làm chuyện đó. Ông Slovakia là cái ông thân Nga, cái ông cũng có phần phản bác không cho cái sự gói viện trợ cho Ukraine. Cái ông mà mới vừa nhiệm kỳ, ổng nghe được cái tin này một cái, trời ơi. Ổng nói, thôi, tụi bay, bình tĩnh nào. Không có diễn trợ gì. Không, chúng ta không có gửi binh sĩ gì đâu nha. Chúng ta không có nên gửi binh sĩ gì hết. Đây là một cái sự kiện, nó đang được báo chí bây giờ, cách đây vài tiếng báo nào nó cũng đưa hết. Bà Nguyên thấy tất cả tờ báo, cả báo Việt Nam nó cũng đưa. Thì có nghĩa là cái chấn động cái địa cầu mà. Nó là chấn động cái địa cầu của chú và anh chị em. Các quý vị có thể hỏi cho Nguyên biết là tại sao Tổng thống Pháp của Nguyên lại có những cái suy nghĩ đó không? Ổng thì sợ muốn chết luôn. Đi đến Ukraine ổng còn chưa dám đến. Nha. Ổng là một ông tổng thống duy nhất tại châu Âu này là ít đến Ukraine nhất. Mà ổng bỗng nhiên bữa nay không biết ổng ăn cái gì. Mà ổng lại phát biểu cái điều đó. Theo các quý vị, lý do tại sao vậy? Không lẽ vợ hay chồng đang giận lộn với nhau? Buồn quá phát biểu chơi vậy. Nó là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy nó là đã làm chấn động ngày hôm nay. Cái lý lẽ mà Tổng thống Pháp nói Nguyên hiểu các quý vị. Vì một ngày nào đó, hiện bây giờ Ukraine đang liên minh với nhiều quốc gia. Trong cái hợp đồng liên minh thế nào nó cũng có những cái sự cam kết gì đó. Đặc biệt là liên minh với Anh Quốc, Pháp, Đức, Italy, Canada. Trong những cái hợp đồng liên minh đó nó có những cái sự cam kết. Và nếu Ukraine với cái bối cảnh tình hình mà không tốt hơn, xấu hơn, và cái sự lớn mạnh của Nga và có thể lấn sân nhiều hơn, thì Nguyên tin chắc là trong cái hợp đồng đó nó có những cái bảo đảm để cho Ukraine không bị mất nước.
Nên cái vấn đề mà trong tương lai mà Tổng thống Pháp nếu mà Nga cái đà tiến bộ mạnh hơn mà Ukraine lại thất thủ càng ngày càng nhiều, thì cái vấn đề cái kịch bản mà châu Âu gửi binh sĩ nó có thể xảy ra. Nên trong cái buổi họp, Tổng thống Pháp đã nêu lên cái vấn đề đó, đã dẫn đến một cái sự lo lắng đến rất là nhiều quốc gia khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là có lời phát biểu của phía bên Thụy Điển. Thủ tướng của Thụy Điển đã công bố sau đây. Ông ta thấy cái kháng phòng đó nó bắt đầu nó có một cái màu sắc thay đổi, và cái không khí nó, cái bầu không khí đó nó không được tốt đẹp nữa. Vì các quý vị biết mà, cái vấn đề người ta sợ hãi không ai dám nói. Vì người ta sợ nói sai. Thí dụ người ta phát biểu sai có thể làm mất lòng đồng minh. Mà nếu mà người ta đang muốn đối kháng với Nga thì mai mốt sợ Nga và họ bước vào một sự xung đột trực tiếp. Nên là có nhiều vấn đề mà họ không muốn tranh cãi. Nên là ông thủ tướng của Thụy Điển, ông ta mới nói sau đây. Cái vấn đề mà gửi binh sĩ đến Ukraine nó không phải là chủ đề của ngày hôm nay. Chúng ta tập trung vào chủ đề. Còn cái chủ đề đó thì nếu bữa khác, trong một cái chủ đề hợp khác, thì bữa nay nó không phải nằm ở chủ đề. Nó không phải nằm ở trong chủ đề. Chúng ta tập trung với cái chủ đề của chúng ta cần thiết. Còn cái đó nó không phải nằm trong cái chủ đề hiện bây giờ. Nó là chủ đề của tương lai, thì để tương lai chúng ta bàn. Đó. Thì đây là cái cách mà ông thủ tướng của Thụy Điển, để mà ông ta trong cái khán phòng đó, để ông ta xoa dịu cái sự đột ngột lời phát biểu của Tổng thống Pháp. Mà đối với lời phát biểu của Tổng thống Pháp thì đối với nguyên chuyện đó nó cũng khá là bình thường thôi. Vì cái vấn đề trong tương lai mà châu Âu phải bảo vệ Ukraine, nếu Ukraine thất thủ hơn nữa, đó là chuyện bắt buộc phải làm. Bắt buộc phải làm. Bây giờ Ukraine họ mượn nợ nhiều quá. Họ thua chiến tranh của tiền đâu họ trả. Mấy ông chủ nợ mất hết sao? Bây giờ Ukraine năm nào cũng mượn nợ, năm nào mượn nợ cũng 50 tỷ. Mượn chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nợ nó chồng chất. Rồi tiền lãi, tiền lời nữa. Bây giờ Ukraine thua rồi, mấy ông lấy tiền đâu mà ông lấy lãi. Mấy ông chủ nợ, ông sợ lắm. Nên là mấy ông chủ nợ dù bất cứ cách nào cũng không để cho Ukraine thua cuộc. Đến một giai đoạn nào đó thì nếu mà Nga tiếp tục lấn sân và Nga có đang chiếm ưu thế, thì Liên minh châu Âu cũng phải bắt buộc vào cuộc để ngăn cái đà tấn công của Nga. Nguyên đã nói là địa lý chính trị, hiện bây giờ châu Âu không thể chấp nhận Ukraine thất thủ trong tay của Nga. Có thể sẽ cắt đứt đất nước Ukraine ra, giảm bớt đi diện tích để thỏa thuận hòa bình thì có thể có. Nhưng có thể kêu là để cho Ukraine gớt và hoàn toàn trong tay của Nga là chuyện đó không thể, châu Âu không thể chấp nhận. Nên cái kịch bản mà trong tương lai nếu tình hình cuộc chiến xấu đi ở tại Ukraine thì sẽ gửi binh sĩ. Và lời nói của Tổng thống Pháp nó cũng là một cái lời đe dọa. Bây giờ các ông có gửi không? Không gửi mai mốt là mình phải đánh trực tiếp đó. Cái thông điệp của Tổng thống Pháp cũng là như vậy đó. Bây giờ các ông có viện trợ mạnh không? Các ông giúp đỡ cho Ukraine có mạnh không? Các ông có giúp đỡ Ukraine có mạnh không? Không là tương lai là mình phải đánh đó. Bây giờ các ông muốn đánh không? Các vị cũng biết là báo Việt Nam nó ngộ lắm. Nguyên mới vừa đọc báo Việt Nam nè, báo Việt Nam nó lấy cái bài phát biểu của Tổng thống Slovakia đó, để cho Nguyên lấy cho các quý vị nghe ha, chờ Nguyên 3 giây. Báo Việt Nam á, nó viết cái bài Tổng thống Slovakia, để Nguyên lấy, dưới cái tựa đề nó cũng khá là hấp dẫn, và nó nói cho người ta cảm giác là dễ hiểu lầm, nhưng mà thực tế thì nó cũng chưa đến mức độ nào đó. Nhưng mà tựa đề báo chí các quý vị cũng biết mà, đây. Đây, nó kêu là đó. Thủ tướng Slovakia, một số nước phương Tây cân nhắc gửi quân sự đến Ukraine. Ghê chưa? Nó trích đoạn cái bài phát biểu của ông thủ tướng Slovakia. Rồi không biết nó dịch sao Nguyên không biết, mà trở thành là cân nhắc gửi binh sĩ đến Ukraine. Đây là trên tờ báo Dân Trí, nó đang đưa tin ngày hôm nay, cách đây không lâu, cách như vậy. Ông này, ông cân nhắc cái gì? Ông sợ tụt quân luôn.
Trời ơi, ổng là người ngăn chặn đầu tiên nhất. Ổng kêu là đừng có bàn chuyện đó, đừng có nói chuyện đó. Nói thật tế là chẳng có ai gửi hết, chẳng có ai cân nhắc gì cả. Chẳng có ai cân nhắc gì cả, các cô chú và anh chị em, chẳng ai giữ nguyên bỏ cái iPad xuống. Chỉ là một cái suy nghĩ của Tổng thống Pháp, ông ta nêu lên cái kịch bản tương lai và ông ta muốn răn đe rằng là nếu chúng ta không có yểm trợ cho Ukraine mà để Ukraine thất thủ thì một giai đoạn nào đó chúng ta bắt buộc phải vào cuộc. Và nếu chúng ta muốn không có cái kịch bản đó xảy ra thì chúng ta phải nên yểm trợ bây giờ. Đó là bản tin của liên quan đến Tổng thống Pháp nóng bỏng nhất mà cái bản tin đang được, Nguyên nói là đang được chấn động. Thì tất nhiên là Nga là có phản ứng liền, Điện Kremlin là có phản ứng liền sau bài phát biểu của Tổng thống Pháp mà báo chí được nêu lên là Điện Kremlin là nổi cơn điên liền. Vì thực tế Điện Kremlin rất là sợ một ngày nào đó NATO và Nga bước vào cuộc chiến. Vì đánh với Ukraine là chày da chóc dãy, 400.000 binh sĩ đã tử vong. Nếu NATO vào cuộc thì Nga lấy đâu mà quýnh? Nga có cái cửa nào quýnh với NATO? Có nhiều bác vui lắm, mấy anh chị em mà Red Bull á, tại sao cứ suy nghĩ là NATO quýnh Nga mà tại sao Nga không quýnh NATO? Tại sao Nga không đánh Pháp và Đức? Các anh đánh với Ukraine, các anh đã mất ít nhất là 30% khí tài quân sự. Một mình đất nước Ukraine không, các anh đã chày da chóc dãy với một cái số lượng binh sĩ ít ỏi hơn các anh. Lực lượng của Hoa Kỳ hàng đầu của thế giới, lực lượng của Anh Quốc, của Pháp, của Đức, của Thụy Điển, anh làm sao quýnh lại? Anh chỉ chơi cái liều mạng là anh học cái chiêu là nếu anh đánh không lợi là anh chơi cái chiêu tự sát. Anh dùng vũ khí hạt nhân. Mà anh biết dùng vũ khí hạt nhân thì người ta cũng biết vậy. Người ta cũng có vậy. Đâu phải là người ta không có đâu. Anh có hàng nóng thì người ta cũng có hàng nóng. Anh có hàng nguội, người ta cũng có hàng nguội. Anh thích hàng nào là người ta có hàng đó. Về kinh tế, anh đứng hàng thứ mấy trên thế giới? Người ta 30 quốc gia liên minh cộng kinh tế là coi anh bằng người ta không? Về quân sự, một cái quốc gia của anh cộng 30 quốc gia, anh lấy cái gì mà quýnh? Nó đè anh xuống, nó quýnh cha mẹ nhận không ra luôn. Hỏi là sao nước biển màu xanh, nước canh màu trắng và nước mắm màu đen? Nó... Nhưng mà mình phải hiểu có nhiều khi họ, anh chị em á, Red Bull á, binh một cách mù quáng. Mình binh á là mình phải biết khả năng khí tài quân sự của Nga bao lớn. Mình phải hiểu được cái khả năng, thí dụ nếu là Mỹ, ok, ông Mỹ một mình ổng có thể chấp nhiều quốc gia, đúng. Vì cái số tiền của Mỹ một năm họ đầu tư bao nhiêu tiền? Trong quốc khối, họ đầu tư 880 tỷ. Cái số tiền quốc phòng của họ bằng cái số tiền cả Liên minh châu Âu nhập lại. Mình phải hiểu là đầu tư bao nhiêu tiền bạc mỗi năm mà đầu tư bao nhiêu năm qua rồi. Mình phải tính cái chiều dài, thí dụ 20 năm vừa qua, Mỹ đã đầu tư bao nhiêu trong quốc phòng. Nga 20 năm vừa qua, Nga đã đầu tư bao nhiêu trong quốc phòng. Mình phải tính cái chiều dài, chiều sâu về kinh tế quân sự. Cái điều đó mình phải biết. Còn cái này mà cứ mà binh một cách mù quáng mà nghĩ là Nga là vô địch, Nga có thể chấp hết thế giới thì thôi. Cái đó đúng là Red Bull rồi. Cái đó là không, cái đó bệnh nó không thể nào trị được. Nha, bệnh đó. Nếu mà cá nhân giữa Pháp và Nga thì tất nhiên lực lượng quân đội Nga vẫn mạnh hơn. Đó là cá nhân. Cá nhân. Nhưng nếu mà đồng minh Liên minh châu Âu thì Nga chẳng có cửa. Nga chẳng có cửa. No door, my friend. No door. Ok. No door. Red Bull là không biết cửa đâu. No door. Đó là cái lời trả lời của Nguyên cách đây đọc cái comment mấy bác mà khá vui vui. Miên nói cho nó vui vui thôi. Và chúng ta bây giờ đi qua những cái sự kiện. Đó là cái sự kiện là viện trợ tập thể quà tiễn như thế nào. Thì sau lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về vấn đề chúng ta liên minh về viện trợ quà tiễn cho Ukraine, thì cái đáng buồn thay là ông Olaf Scholz, ông phản bác liền. Ông nói là xin lỗi, tôi đại diện cho nước Đức, chúng tôi không thể tham gia với cái nhóm của các anh hiện bây giờ. Vì chúng tôi chưa được thống nhất về vấn đề viện trợ quà tiễn Toros, chúng tôi cáo lỗi. Ông Olaf, ông từ chối ngay trong buổi họp. Ngay trong buổi họp. Thì cái đó là cái điều đáng buồn các quý vị. Vì ở tại châu Âu chúng ta tuy là có 20 mấy quốc gia.
Nhưng mà những cái quốc gia mà có kinh phí và có vũ khí nhiều nó chỉ có ba quốc gia thôi. Anh Quốc là đầu, Pháp là nhì, Đức là ba. Thì hai quốc gia kia đã gửi hỏa tiễn rồi mà ông Đức thì ông còn do dự, loại hỏa tiễn Toros. Bò cụng đó. Toros là bò cụng đó. Thì ông còn do dự gửi hỏa tiễn trâu bò của ông cho Ukraine. Nguyên nhân và lý do là bởi vì quốc hội của Đức vẫn chưa có thỏa thuận và chưa có đồng thuận. Đã từng bỏ phiếu nhiều lần nhưng là vẫn thất bại. À, nước Đức vẫn còn có những cái nguyên tắc nó đã dẫn đến cái sự bế tắc gửi hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Và cái điều đó là Nguyên chẳng có hiểu. Anh đã gửi xe tăng, anh đã gửi pháo đài, anh đã gửi đủ thứ hết. Thì hỏa tiễn thì tại sao không gửi? Thì nó là một cái nguyên nhân gì đó mà mình không có biết. Với cái quốc hội của Đức, nó vẫn là đang bị trục trặc với vấn đề này. Nó vẫn không có cách giải quyết. Nó vẫn không có cách giải quyết về vấn đề hỏa tiễn. Đó là bản tin liên quan đến cái hợp đồng hỏa tiễn. Nhưng có nhiều quốc gia khác có tham gia. Thí dụ có Thụy Điển, có nhiều quốc gia khác đã có tham gia. Nhưng chủ chốt Đức lại không tham gia. Cái đó là cái điều đáng buồn. Đức là cái quốc gia chủ chốt. Năm nay nước Đức nền kinh tế thứ ba của thế giới, vượt qua Nhật Bản. Nhưng ông Đức, ổng lại không tham gia thì nó mất đi một cái chủ chốt lớn. Thì hiện bây giờ thì không biết trong tương lai như thế nào, nhưng cái buổi họp đó đã chính thức cho rằng là Đức không tham gia. Còn vấn đề mà mua vũ khí đến từ những cái quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, các vị cũng biết là Liên minh châu Âu hiện bây giờ chỉ có 27 quốc gia, và bây giờ cái số lượng sản xuất của 27 quốc gia đó nó không đủ cung cấp cho Ukraine, và mình đã cam kết cho Ukraine hiện bây giờ nó đang chậm trễ. Thì bây giờ phải làm như thế nào để cho nó phù hợp đây? Thì cái điều đó của chú anh chị em cũng biết đó. Thì phía bên Pháp với Hà Lan họ đề nghị là mua vũ khí tầm xa. Thì cái vấn đề này á, nó có đang bị do dự. Có nhiều quốc gia thì họ đồng ý, có nhiều quốc gia không. Có nhiều quốc gia cho rằng là chúng ta cần phải có cái kinh tế tập thể và chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ các anh mua vũ khí chúng tôi, chúng ta chậm chút xíu mà trong tương lai chúng tôi sẽ sản xuất. Nếu anh ký hợp đồng với những quốc gia khác thì sản xuất như thế nào? Chúng ta cần sản xuất kinh tế chung và chúng ta cần lập ra chế tạo vũ khí tập thể ở tại châu Âu. Chúng ta chờ đợi một chút xíu. Thì đây cũng là một cái suy nghĩ tốt cho cái liên minh. Nhưng mà cô chú anh chị em cũng biết là chờ đợi mà hãng xưởng nó xây dựng rồi thành lập ít nhất là 6 tháng một năm nó mới bước vào trong cái hoạt động mà kêu là tiêu chuẩn sản xuất. Bây giờ thì đất nước người ta đang cần, thì bây giờ nó vẫn nằm ở trong cái sự do dự. Khi lúc đó người ta nói mà tập đoàn của chúng tôi đang xây sắp xong rồi, các anh phải chờ đợi. Giờ các anh không có chờ đợi thì các anh đi mua vũ khí của người khác, là tôi xây tôi bán cho ai, tôi làm sao tôi bán cho ai? Thì hiện bây giờ cái vấn đề đó thì chỉ có Hòa Lan là cái quốc gia đồng ý đầu tiên nhất sau cái đề nghị của Tổng thống Pháp là mua đạn dược đến từ những quốc gia khác ngoài Liên minh châu Âu để gửi cho Ukraine. Đây là nội dung chính quan trọng trong cái buổi họp. Trong cái buổi họp này nó có một cái vấn đề khác mà Nguyên cũng muốn chia sẻ với các quý vị. Không biết các quý vị suy nghĩ như thế nào. Ở trong cái buổi họp đó, trước khi bắt đầu cái buổi họp đó, thì phía bên đại diện của Đức nước Pháp đó, họ mới kêu gọi tất cả trong cái khán phòng họp đó, những nguyên thủ quốc gia, những nhà đại diện chính trị đó, đứng lên để tưởng niệm một phút cái sự ra đi của một nhà chính trị gia đối lập với Putin, đó là ông Navalny, mới vừa mất cách đây không lâu mà Nguyên hay thường xuyên chia sẻ. Thì tất cả những nguyên thủ quốc gia đều đứng lên hết, những nhà đại diện trừ Hungary ra. À, bữa đó ông Viktor Orbán ông không có đi dự, ông gửi người đại diện. Thì trong Nguyên hỏi tại sao? Tại sao ai cũng đứng lên hết trừ ông Hungary? Các quý vị thấy nó cực kỳ không? Người ta tưởng niệm một người đã thường xuyên là như vậy, những người nào mà có một cái tên tuổi lỗi lạc trong chính trị,
hay là có một cái gì đó thường xuyên là những cái buổi họp lớn cách đó không lâu thì người ta, thí dụ người ta đứng lên một phút mặc niệm, im lặng một phút, người ta không nói hết, chỉ là im lặng đứng một phút rồi người ta ngồi xuống. Tất cả mọi người đều đứng lên hết, trừ đại diện của Hungary. Nguyên nhân lý do hiện bây giờ ông ta chưa có trả lời với báo chí, và cũng là một cái câu hỏi tại sao như vậy. Cái điều đó là cái điều mình thấy nó ngộ các như vậy, nó ngộ. Không phải là ông Victor Ben nha, ông Victor nào không có đi dự. Ông gửi đại diện trong cái buổi họp, chứ ông không có dự cái buổi họp đó. Ông không có trực tiếp dự cái buổi họp đó. Nên mình phải nói cho rõ, không phải là ông Victor Orban là cái người đại diện cho chính phủ để dự cái buổi họp đó. Thì chỉ có duy nhất ông ta là người đã không đứng lên khi tất cả mọi người, chắc là ông ta nghe không hiểu gì đó thì mình không biết. Nhưng mà ông ta hình, cái đó là cái điều mà người ta đang thắc mắc hay là người ta không hiểu, là bởi vì ông ta không hài lòng với cái hành động tưởng niệm ông Navalny hay chăng thì mình không có biết. Thì đó là cái bài nói chuyện, xin lỗi, đó là cái sự hành động của phía bên Hungary mà làm cho cả thế giới chú ý. Nói về Hungary thì cái kết quả bỏ phiếu đã được công khai ra cho chúng ta biết. Vấn đề của Thụy Điển sáp nhập vào Liên minh NATO, cái công khai ra công chúng đã có kết quả. 188 lá phiếu trên 199 lá phiếu. Có nghĩa là trời ơi, là 90% quốc hội của Hungary đã đồng ý. 90% đã đồng ý các quý vị. Nên là cái vấn đề Thụy Điển sáp nhập vào Liên minh NATO nó là chính thức. Và đây là cái báo cáo cụ thể của phía bên Hungary mới vừa đưa ra. Họ đã bỏ phiếu mà họ chưa có đưa ra ngoài. Họ chính thức đưa ra ngày hôm nay là 188 trên 199, nguyên kêu là 90%. Người nói gì đi, cho con số nó dễ tính. Đây là một con số áp đảo. Và ông Viktor Orbán không có cái lý do gì mà không ký nữa hết. Đây là bỏ phiếu lần thứ hai rồi nha. Lần thứ nhất là bỏ phiếu ấy rồi. Tại bởi vì vắng mặt quá nhiều người. Ông Viktor Orbán ổng không đồng ý. Ông nói bữa đó không có tính. Bữa đó là 60%+ gì đó. Ơi bữa đó không có tính. Bữa đó vắng mặt quá nhiều người dân biểu. Bỏ đó mình bỏ. Bữa đó không tính. Bữa nay thì ai cũng có dự hết. Nên không có thể diện lý do là không vắng mặt. Thứ hai nữa, ổng mới thỏa thuận. Ổng mới mua 4 chiếc máy bay của Thụy Điển. Nên là cái lý do gì thì bữa nay thì bỏ phiếu là con cái làm cái là đây là hành chánh chính thức, không có cái gì giấu giếm về vấn đề Thụy Điển sáp nhập về Liên minh NATO nữa. Chắc chắn là trở thành thành viên 32, chỉ cần tổ chức một ngày lễ nữa thôi. Ông John Stoltenberg sẽ tổ chức một ngày lễ, kêu là cái ngày lễ sáp nhập, một ngày lễ sáp nhập thành viên 32. Mà cái điều này thì mình cũng đoán trong tương lai là nó sẽ là như vậy thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái bản tin nó vui, đối với Nguyên nó vui. Đã thấy rõ được là NATO lớn mạnh. Một ngày nào đó tin Nguyên đi, NATO sẽ đến Á Châu. Nha. Sau đó là Úc Châu sẽ sáp nhập nè, Nhật Bản nè, Nam Hàn nè, Philippines nè, sẽ đến Á Châu. Sự bành trướng của những cái quốc gia độc tài, sự bành trướng của những quốc gia xâm lược, nó sẽ làm giúp đỡ NATO lớn mạnh. Vì người ta sợ. Người ta sợ thì người ta phải kiếm cái chỗ nào người ta dựa. Bây giờ cái anh cứ muốn xâm lược hoài thì chúng tôi sợ chứ. Giống bây giờ ông Nhật Bản đi, xích mích với Trung Quốc và xích mích với Nga đó bây giờ. Nhật Bản sợ không? Sợ chứ. Bây giờ Nhật Bản muốn làm gì? Nhật Bản là cái quốc gia đang muốn sáp nhập vào Liên minh NATO nhiều nhất. Bên nào? Ở dưới miền Nam là Trung Quốc, ở miền Bắc là Nga. Không sợ mới lạ. Diện tích đất nước thì nhỏ, xung quanh là hòn đảo không. Nếu bị bao vây thì sao? Bị hai quốc gia lớn đánh thì làm sao Nhật Bản kiềm cự nổi? Nên là Nhật Bản phải cần có đồng minh. Mỹ không không đủ. Mỹ không không đủ đối phó với hai cường quốc. Nên là phải cần liên minh trong cái tổ chức NATO. Và Nguyên nghĩ không lâu nữa, với cái tình trạng như thế này, NATO nó sẽ lớn mạnh và nó sẽ lan tràn đến Á Châu. Cái này, cái kịch bản này Nguyên thấy nó càng ngày nó càng định hình và nó thấy càng ngày nó càng rõ. Và cái điều đó thì ông Trung Quốc, ông sẽ phản đối. Ông Nga càng phản đối nữa. Ông Trung Quốc là cái đó là cái ác mộng của ông.
Một ngày nào đó NATO ở biên giới gần ổng là cái ác mộng của ổng, là cái tầm đe dọa của ổng, ổng sẽ nổi cơn điên. Nhật Bản vũ khí mạnh không các bạn à? À, mấy bác nào đó thì các bác đã nhận định Nguyên nói là hơi thiếu sót một chút. Trong quá khứ, thời đệ nhị thế chiến có, Nhật Bản rất là mạnh trong quá khứ. Sau cái cuộc chiến Nhật Bản đã thất bại thì đất nước Nhật Bản họ muốn khôi phục cái nền kinh tế, họ phải thua chiến tranh, họ phải bồi thường, họ muốn khôi phục cái nền kinh tế, nên là kinh tế của họ là chỉ có là đầu tư vào kinh tế thôi. Chỉ có 10 năm nay, có là 10 năm nay, đặc biệt là cái khởi xướng là do cái ông thủ tướng, ông Abe đó bị ám sát đó, là cái người thủ tướng đầu tiên đã thúc đẩy vấn đề an ninh quốc phòng sau nhiều đời thủ tướng trong quá khứ. Có nghĩa là chỉ có tầm khoảng tầm 10 năm nay là Nhật Bản mới bắt đầu đầu tư vào vũ khí. Nó là quá trễ, nó so với những cái quốc gia khác thì nó đã quá chậm. Nên là kêu là Nhật Bản đủ mạnh về khí tài quân sự không? Nhật Bản có công nghệ, nhưng Nhật Bản không có đầu tư, Nhật Bản không có chế tạo vũ khí. Nhật Bản không có chế đầu tư bỏ vũ khí nhiều, phần lớn vũ khí của Nhật Bản là mua của Hoa Kỳ. Khi lúc đó Nhật Bản có đủ khả năng chế tạo, nhưng Nhật Bản không. Nên là kêu là Nhật Bản mạnh về quân sự thì không. Phải cho Nhật Bản tầm 5-6 năm nữa, vì Nhật Bản biết bây giờ cái tầm đe dọa. Cuốn sách trắng của Nhật Bản mới vừa thay đổi cách đây được 2 năm thôi. Nên là các quý vị, nên là mình kêu là Nhật Bản mạnh thì không. Trung Quốc mạnh thì đúng, nhưng Nhật Bản mạnh thì không, của chú và anh chị. Mạnh của quá khứ, chứ hiện tại thì không. Nên là Nhật Bản họ đang chạy đua với thời gian, nhưng mà cái khả năng kinh tế của họ, họ chạy đua rất là lẹ. Họ chạy đua rất là lẹ. Khả năng kinh tế họ chạy đua rất là lẹ, của chú và anh chị. Cũng giống như người ta nói Đức mạnh về quân sự, nhưng không. Nếu Đức mạnh về quân sự, Đức đâu có cần 30.000 binh sĩ của Hoa Kỳ bảo vệ. Nên là bởi vì nước Đức cũng sau đệ nhị thế chiến, nước Đức không có đầu tư nhiều. Họ đều đầu tư về kinh tế, không đầu tư về quân sự. Nói mạnh là Anh Quốc mạnh. Khí tài quân sự Anh Quốc mạnh. Số lượng binh sĩ Pháp cũng mạnh. Pháp cũng mạnh. Số lượng binh sĩ đầu tư về trong quốc phòng an ninh quốc gia thì mạnh đúng. Nước Đức là chỉ có 2 năm nay chiến tranh của Ukraine là ông Đức ổng mới sợ, ổng mới đầu tư quốc phòng, ổng gấp đôi, chứ ngày xưa đâu có đâu. Thế là mình phải hiểu rõ được cái cụ thể của lịch sử và cái thời gian mà họ đầu tư trong quốc phòng. Vì Nhật Bản thì họ lo kinh tế đất nước hơn là vấn đề của quân sự. Mấy năm nay thôi, cái thời mới nói là thời Thủ tướng Abe là người khởi xướng. Và bây giờ thì ông Fumio là cái người kế tiếp cũng bắt chước theo, có nghĩa là chỉ có tầm 6-7 năm nay là cái thời điểm mà Nhật Bản thấy cái tiềm năng đe dọa và họ bắt đầu sợ hãi. Úc Châu thì cũng mới đây thôi, Úc Châu chỉ có 2-3 năm nay thôi là bắt đầu tiềm năng đe dọa họ sợ thì họ mới đầu tư vào. Chứ trước đó là không có. Nên là Nhật Bản bây giờ không có mạnh về khí tài quân sự. Tương lai là chắc chắn là mạnh, nhưng hiện tại bây giờ không mạnh các bạn. Hiện tại bây giờ thì không mạnh. Nên là Nhật Bản họ rất là lo cái tầm đe dọa của Trung Quốc và của Nga áp đảo họ là một cái điều họ đang lo lắng. Nói chung là người Nhật Bản họ không có ủng hộ chiến tranh, đặc biệt là cái khảo sát vừa qua, nếu các quý vị nào theo dõi là người ta có hỏi có chế tạo vũ khí hạt nhân hay không thì người Nhật họ phản đối. Lúc đó cái cấm vận của Mỹ đã cho phép Nhật Bản chế tạo vũ khí hạt nhân, mở cái cấm vận đó rồi. Nhưng mà người dân Nhật Bản họ không đồng ý. Bỏ phiếu khảo sát qua dân thì dân Nhật Bản đã phản đối vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong tương lai thì không biết họ có suy nghĩ lại hay không, nhưng mà hiện bây giờ người dân Nhật Bản họ không ủng hộ điều đó. Đó là bản tin liên quan đến cái câu hỏi của các quý vị về Nhật Bản, thì Nguyên sẽ nói một chút xíu để chúng ta nắm rõ được cái chi tiết cụ thể hơn về những đất nước Nhật. Và bây giờ một bản tin: Su-34 của Nga đã rơi ở sườn miền nam Mykolaiv. Mấy ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết là Nga tấn công rất là nhiều ở sườn miền nam. Sau trong những cái ngày lễ vừa qua, những ngày lễ mà đánh dấu 2 năm đó, những cái nguyên kêu là những nguyên thủ quốc gia họ đi thăm thủ đô, thì Nga tấn công rất là nhiều ở sườn miền nam. Thì bữa nay thì cái báo cáo của ông tư lệnh ở sườn miền nam ở thành phố Mykolaiv, ông ta tiết lộ chúng ta biết là một chiếc máy bay Su-34 của Nga
đã bị bắn rơi. Thì cái vấn đề này nó thường xuyên xảy ra cỡ này là máy bay của Nga. Tại sao máy bay của Nga cỡ này gây nhiều? Thông tin máy bay của Nga gây nhiều cỡ này. Vì Nga tấn công. Nga tấn công nhiều. Cỡ này Nga tấn công nhiều lắm. Nga tấn công rất là nhiều. Nên là Nga phải cần cái yểm trợ cho bộ binh. Nga phải cần có máy bay. Nên là Nga tấn công rất là nhiều. Khi cái xuất hiện của máy bay của Nga, ngày xưa không có chiếc máy bay nào xuất hiện hết. Bây giờ có xuất hiện thì có rơi thôi. Nó đơn giản là như vậy. Xuất hiện cái máy bay nào là rơi chiếc máy bay đó. Thống kê cho biết 90% một chiếc máy bay của Nga bay trên lãnh thổ của Ukraine là đã rơi. Trong nguyên nhắc A-50, hai chiếc máy bay vừa qua không có bay trên lãnh thổ của Ukraine nha. Vẫn rơi như thường. Hai chiếc A-50 đã bị bắn rơi vừa qua đều rất là xa Ukraine, vẫn bắn rơi như thường. Bởi vì Ukraine họ muốn tiêu hủy chiếc máy bay đó cho bằng được. Vì đó là những bài quan trọng. Nó quan trọng, đó là bài điều hành. À, đó là những bài quan trọng. Nên là vấn đề mà cỡ này mà các vị sẽ nghe tin là Su-34, Su-35 là rơi thường xuyên, gây lã đã. Thì nguyên nó thực tế đó là thấy rõ là máy bay của Nga nó không vượt qua khỏi cái hệ thống phòng không. Có nghĩa là hệ thống phòng không tốt hơn cái khả năng của máy bay. Nên là máy bay của Nga đã có thể nói là đã thua kém. Nên là chúng ta phải chờ xem coi những ngày kế tiếp máy bay của phía bên Ukraine vào cuộc chơi nó sẽ như thế nào. Cách đây vài ngày thì Ukraine đã tiết lộ xe tăng của Mỹ bước vào cuộc chiến và Ukraine ca ngợi rất là nhiều về cái động cơ và khả năng xe tăng của Mỹ trên chiến trường. Xe tăng Abraham. Và Ukraine cảm ơn xe tăng của Mỹ và cho rằng là xe tăng của Mỹ là trong những loại xe tăng nó phù hợp đến địa lý của Ukraine. Các vị biết là không phải xe tăng nào tốt hay là xấu, vì mỗi cái công nghệ sản xuất đó, nó phù hợp. Có những xe tăng nó cũ nhưng trên chiến trường này nó rất là phù hợp. Thí dụ là nó đầm lầy nhiều, loại xe tăng cái đường nó dốc đá hay là vân vân, tùy theo cái loại nó phù hợp đến cái khí hậu nữa. Nên là khi lúc mà Ukraine họ nhận xe tăng của Mỹ và họ lần đầu tiên họ công chiếu xe tăng trên chiến trường thì họ ca ngợi xe tăng của Hoa Kỳ. Thì ngay lập tức, ngày hôm nay, Nga đã công bố xe tăng của Mỹ đã bị tiêu hủy. Xe tăng của Mỹ cùi bắp ra chiến trường là bị tôi tiêu diệt. Xe tăng của Nga tốt hơn. Ai nói câu đó? Không ai xa lạ. Chính là Medvedev. Medvedev cho rằng là xe tăng của Nga vẫn là đỉnh trên đỉnh. Còn xe tăng của Mỹ vẫn là dởm trên dởm. Đó. Nguyên không biết là ông lấy ở đâu mà ông khẳng định cái điều đó. Chứ Nguyên thấy bây giờ mà tính 2 năm vừa qua mà xe tăng của Nga đó, mà nó bị tiêu hủy trên chiến trường đó, nó lên tới 5-6 ngàn chiếc. Mà Nguyên không biết ông lấy ở đâu mà cái tự tin, mà theo những cái hình ảnh mà mình thấy mà chiến lược đó, đặc biệt là hình ảnh gần đây nhất ở tại Dakivka đó, thì xe tăng của Nga dễ bị tiêu hủy quá trời. Dễ bị tiêu hủy quá trời. Cô chú anh chị em, dễ bị tiêu hủy quá. Nên là cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ là cái lời phát biểu của phía bên Nga để làm gì? Để bôi nhọ danh dự của Ukraine. Cách đây 1-2 ngày, Ukraine đã tăng bốc về vấn đề vũ khí của Hoa Kỳ. Một bản tin cuối chương trình của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị mến thương, đó là cái niềm tin của người dân Ukraine đã giảm với đồng minh. Với cái bối cảnh 2 năm vừa qua, với cái tình hình viện trợ đang chậm trễ và nhiều trục trặc, đặc biệt là vấn đề của Hoa Kỳ hay là Liên minh châu Âu viện trễ trục trặc hay là chậm trễ cho Ukraine, thì người ta làm một cái khảo sát cho biết là người dân Ukraine đó, họ còn bao nhiêu niềm tin với đồng minh của mình viện trợ. Thì cái khảo sát khá đáng buồn là 44% người dân Ukraine cho rằng là Liên minh châu Âu đã mệt mỏi hay là Liên minh NATO đã mệt mỏi. 44% so với năm vừa qua là chỉ có 30% thôi. Năm nay nó đã tăng lên mười mấy phần trăm, 44%. Họ cho rằng là bởi vì đồng minh mệt mỏi. Thì cái sự suy luận của họ nó không có sai. Nó thực tế thì nó cũng đã quá lâu và tiền bạc đổ nó cũng quá nhiều.
Đặc biệt là làm nó ảnh hưởng đến kinh tế các toàn cầu khá là nặng nề. Khi lúc đó, cái tình hình cuộc chiến nó không có sự thay đổi quá lớn. Tính ra năm 2023 đâu có chuyện gì lớn nữa đâu. Gần cả 6-7 tháng tháng năm nay, sau khi cái cuộc chiến thắng lớn của Ukraine, giải phóng được miền Nam, giải phóng được sự miền Đông, giải phóng được dài lấy lại một phần của lãnh thổ, thì từ đó tới giờ là nó nằm im tại chỗ. Gần cả năm rồi, nó nằm im tại chỗ. Và trong những ngày gần đây thì lại còn thua một cái thành phố, Takivka. Thì tất nhiên là người ta cũng có phần nguyên kêu là con người mà. Cái gì nó lâu quá nó chán. Và người ta cũng bắt đầu mệt mỏi với cái gói trợ cấp. Nên là cái suy nghĩ đó nó cũng không sai. Nhưng người ta sẽ không buông bỏ Ukraine đâu. Cái điều đó hiện bây giờ là Nguyên không thấy cái dấu hiệu là châu Âu hay là NATO sẽ buông bỏ Ukraine. Họ có thể chậm trễ viện trợ, nhưng họ sẽ không buông bỏ. Họ sẽ không buông bỏ. Và tất nhiên là họ sẽ tìm những biện pháp để mà tiếp tục yểm trợ cho Ukraine. Đây là bản tin sôi động của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn.